Vâng, em Trinh Trang, Roddy xin kính chào toàn thể các bác anh chị em. Trong video hôm nay thì em xin mời toàn thể quý vị và các bạn của anh chị em hướng tới màn hình lắng nghe và cùng chiêm ngưỡng một trong những cái sự hoàn hảo tuyệt vời. Tất cả những cái tính năng cao nhất, VIP nhất, hiện đại nhất, hay nhất được hội tụ ở trong cái model, đó là model ARC SS3IC. Đây là một trong những dòng EQI khủng nhất, đỉnh nhất và VIP nhất, hay nhất của dòng Omni ARC hàng bãi VIP Mỹ. Ở cái model này thì tình trạng em Trinh Trang nó đi về với một cái tổng thể phải nói rằng là zin 100% và mới tới 99,9%. Các bác anh chị em nhé, zin 100% và mới tới 99,9%. Thì trước màn hình các bác anh chị em đang theo dõi thì em cũng đã tháo cái nắp ra và để tiện quay review nội ngoại thất về cái tổng thể, về cái chất máy. Xin mời toàn thể quý vị và các bạn của anh chị em. Đây, trước màn hình các bác anh chị em đang theo dõi đó là một cái mà tất cả các cái model, các cái đời, các cái sản phẩm của thiết bị âm thanh, nghe nhạc và hát karaoke hay là một cái sản phẩm gì, hoặc là ví dụ như anh chị em chúng ta sinh ra trên đời này cũng đều có một cái tên và sau này trưởng thành là sẽ có một cái thẻ căn cước hay gọi là cái giấy tờ tùy thân. Và đây là một cái chứng minh cho các bác quần chị em thấy rằng là cái sự hoàn hảo và đầy đủ của cái sản phẩm em Trinh Trang sưu tập về. Với một cái catalog này thì là hãng sản xuất ra với một cái mục đích là để giới thiệu về tất cả các chức năng của các cái phím cũng như là các cái núm nút chỉnh ở trên mặt EQI đằng trước và đằng sau, và cách hướng dẫn sử dụng cũng như là các cái giải tần thông số của EQI. Các bác cùng xem nhé, các cái giải quần tần thông số của EQI thì cũng là cái sự hướng dẫn để các bác cùng xem phối ghép kết nối với hệ thống dàn âm thanh nhà mình đầy đủ. Các bác cùng xem nhé, rất đầy đủ, rất đẹp và rất chi tiết. Và tiếp theo ở cái mặt EQI, các bác cùng xem để ý này, với những cái thiết kế phải nói rằng là nó quá sang trọng, nó quá sang trọng, quá đẳng cấp và quá là tuyệt vời về tất cả mọi các cái chức năng cũng như là về các cái chi tiết ở trên cái model ARC SS3IC này. Với một cái thiết kế về chiều dài là 48 cm, chiều cao 16 cm và chiều sâu là 45 cm, cân nặng là 7,8 kg. Các bác cùng xem nhé, được thiết kế tổng là hai vế tách biệt. Các bác cùng xem để ý là hai vế tách biệt cho các cái phần chỉnh nhạc và hát karaoke 2 4 6 8 10 12. 12 cần chỉnh các cái giải tần số bát trung tép. Các bác cùng xem nhé, ở cái model này thì cái giải bát là xuống tới 32 Hz và giải tép là lên tới 18K. Các bác cùng xem nhé, và tích hợp cho hai cái vế chỉnh EQI là hai cái cần gạt chỉnh to nhỏ. Các bác cũng xem nhé, hai cần gạt chỉnh to nhỏ các bác nhé, hai cần gạt chỉnh to nhỏ này, và các cái volume chỉnh đèn nháy, các cái chế độ master đèn nháy cao thấp. Các bác cũng xem nhé, master chỉnh cao thấp và các cái thông số. Các bác cũng xem có nhu cầu chỉnh về các cái giải nào nó mạnh nhẹ thì các bác cũng xem chọn là cái chế độ này, cái chế độ thông số này. Bình thường thì anh chị em nghe em hay chỉnh hay để ở cái mức cân bằng. Các bác cũng xem nhé, lên xuống hay là cao thấp nhiều ít nào thì tùy theo cái tai, cái gu của từng người thưởng thức. Các bác mình xem nhé, các cái nút công tắc chỉnh qua EQI, không cái EQI, và các cái ngõ vào ngõ ra. Các bác mình xem nhé, công tắc power sáng quắc quằn quạc. Và ở đây các bác mình xem cùng để ý này, cái quai sách, cái quai sách này hãng thiết kế, cái quai sách nhé, bằng lốc, nó không có một cái vết gì gọi là vết hoen ố hay chảy xước gì luôn, cũng như các cái phím công tắc chỉnh chế độ đây. Các bác còn xem nhé, nó mới 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 keng sạc beng cũng như là các cái núm chỉnh này, một cái núm chỉnh này. Các bác còn xem nhé, ARC đây là một trong những cái model trùm cao nhất, đỉnh nhất, VIP nhất, mới nhất và hay nhất của cái dòng EQI ARC, dòng bãi VIP được sản xuất tại Mỹ. Đây các bác còn xem để ý này, em quay ở mé bên trong. Bên trong thì toàn bộ cái nội thất phải nói rằng là nó nguyên bản 100%, nó quá mới luôn. Về cái sassi máy thì là hãng thiết kế là sassi là vàng 7 màu. Đây em quay về hồi bên phải, các bác mình xem chưa để ý này, hồi bên phải đây các bác mình xem để ý này, nó quá mới luôn, tất cả hồi bên phải quá mới. Các bác mình xem nhé, đây sassi 7 màu, mạ in ke 7 màu. Các bác mình xem nhé, cái dòng này mạ này 7 màu này thì các bác mình xem yên tâm rằng là nó không bao giờ sợ cái chuyện là gì xét đâu. Các bác mình xem nhé, ở cái môi trường xanh sạch đẹp thì không bao giờ sợ
reset các bác anh chị em nhé, tuyệt vời luôn đấy. Và ở bên cạnh các bác anh chị em thấy là cái bông dán, cái bông dán này là để khi các bác anh chị em bắt cái nắp của Equal này vào là nó sẽ tì vào đây, nó chống cái sự kênh hay là cái sự không khít và sự kêu của cái nắp với cả cái khung sườn máy các bác anh chị em nhé. Đấy, khung sườn máy đây là hồi bên phải và đây là đằng sau các bác anh chị em để ý này, đằng sau các bác anh chị em để ý này, 1 này, 2 này, 3 in các bác anh chị em nhé, 1 2 3, 3 in và 3 out các bác anh chị em nhé, 3 in 3 out. Đây, hàng sản xuất tại Mỹ các bác anh chị em nhé, hàng sản xuất tại Mỹ ARC. Đấy, sử dụng nguồn điện là 120V. Các bác anh chị em lưu ý là tất cả những cái sản phẩm thiết bị âm thanh Equal, rồi là súp, rồi là âm ni, rồi là vang, vân vân, rất nhiều những cái sản phẩm được sản xuất tại Mỹ, hàng nội địa thì là sử dụng là thường là 120V và 60Hz các bác anh chị em nhé. Đây, model SS3IC các bác anh chị em, hàng VIP sản xuất tại Mỹ, tất cả đằng sau với một cái model đây là 525 các bác anh chị em, 3 số cuối là 5225. Dây nguồn zin các bác anh chị em nhé, cực đẹp luôn, dây nguồn zin cực kỳ đẹp. Đây là cái mé cần chỉnh ở bên phải và bên trái các bác anh chị em nhé, quay này đấy, các bác anh chị em thấy không, nó vàng vàng óng ánh luôn, vàng óng ánh quá đẹp luôn. Tất cả các cái dây rắc tín hiệu, các cái dây bẻ, dây trắng, dây đen, dây đỏ, dây xanh, dây vàng, nó còn quá mới các bác anh chị em nhé. Các bác anh chị em chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp này, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp, phải nói rằng vẻ đẹp phải nói rằng là hoàn hảo của chiếc Equal ARC SS3IC các bác anh chị em nhé, nó quá mới luôn, quá mới luôn các bác anh chị em nhé. Cái dòng này thì về Việt Nam mình sử dụng thì các bác anh chị em yên tâm. Đây là cái hồi ở bên trái màn hình các bác cũng xem nhé, ở bên trái màn hình nó quá mới luôn, vàng óng ánh luôn. Tất cả các cái linh kiện cao cấp được hãng thiết kế và bố trí sản xuất ở trong cái model này, nó là một trong những cái model đỉnh cao nhất của ARC, một trong model cuối cùng bản đời chốt vót cao đỉnh cao nhất các bác cũng xem nhé. Nguồn to vàng, toàn bộ đây là cái hệ thống xử lý nguồn, cũng như là các cái hệ thống xử lý tín hiệu âm thanh và các cái chế độ gạt bác mình xem nhé, các cái chế độ cổng vào cổng ra. Nhìn chung cái sơ đồ khối của cái sản phẩm Equal ARC SS3IC này thì nó phân biệt rõ ràng, phân tách biệt rõ ràng các bác mình xem nhé, tách biệt rõ ràng các cái giải chỉnh bên bên phải bên trái và các cái bảng mạch và chỉnh, cũng như là các cái phần ngõ tín hiệu vào tín hiệu ra và phần xử lý âm thanh số, âm thanh analog các bác cùng xem nha, và phần nguồn các bác nhé, rất mới luôn. Lắp sơn sần cáp mịn các bác cùng xem nhé, mới keng, không có một vết chảy xước gì. Phải nói rằng đây là một trong những cái model xứng đáng để cho tất cả các tín đồ của âm thanh bãi VIP, đặc biệt là cái sản phẩm ARC và những cái sản phẩm nói chung của ARC, và tất cả những cái model ví dụ như model SS3IC này thì là một trong model cuối cùng các bác mình xem nhé, model cuối cùng của Equal thì các bác mình xem sở hữu về trưng bày với một vẻ đẹp trước mặt hoàn hảo các bác mình xem nhé. Tất cả các cái cần gạt chỉnh này nó sẽ có đèn nụ đỏ, màu đỏ đầu cần, và hai cái cần ở bên này chỉnh to nhỏ đây là nó sẽ có hai cái cột nháy tín hiệu đèn đỏ lên xuống, rất đẹp các bác cũng xem nhé. Thì đây là một trong model, phải nói rằng là nó là một trong model hãng thiết kế cũng như là tích hợp những cái tính năng VIP nhất, hay nhất, hiện đại nhất và đẳng cấp nhất ở cái model Equal này. Các bác cũng xem sở hữu về để demo trưng bày trong phòng, ghép với nị cả đẩy để nghe nhạc và hát karaoke thì vesame luôn các bác cũng xem nhé. Quá tuyệt vời luôn, phải nói rằng là hay hết nước chấm luôn, đẹp, phải nói rằng đẹp gọi là keng xà beng luôn, đẹp long lanh, óng ánh 7 màu luôn các bác anh chị em nhé. Các bác anh chị em có nhu cầu về tất cả các sản phẩm âm thanh nghe nhạc và hát karaoke, hàng bãi VIP từ bình dân cao cấp thì xin mời liên hệ với em theo địa chỉ trên. Em Trinh Trang, RD, địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0976757899, em ship hàng toàn quốc theo cầu. Các bác anh chị em lưu ý là cái sản phẩm Equal này đang có tại em Trinh Trang, RD, bán ra với giá là trên 10 triệu. Các bác anh chị em có nhu cầu thì liên hệ với em theo số hotline 0967697999 để được tư vấn hỗ trợ chi tiết và có một cái giá tốt nhất. Xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại toàn thể quý vị các bạn anh chị em.